đông, mình lại coi vô đông ấy. Nhìn thấy sạch sạch hơn mấy con khác nhiều lắm luôn. Sạch, máy lóc sạch sẽ lắm. Đây nữa biết liền. Không biết tên chữ phía trước. Coi. Nhìn thấy hết thằng đà NDC rõ ràng ở ta ha. Bạc miếng trắng chưa bị đỏ. Miếng thì cũng không có vết dưới đây, có màu hơi hơi ngã đỏ và mới sợ, còn bạc trắng này thì còn lớp niken. Này là ok lắm nè. Hãy về vị trí cũ. Lào có chuỗi cốt hay coi. Không lừ. Chá là luôn, không thấy đường luôn. Ừ. Rồi ok rồi. Anh đa. Rồi, ra lại đi. Nghỉ trưa. Chưa. Xong. Trung xin chào tất cả anh em. Vừa rồi là cái clip cái đoạn kiểm tra máy đấy nha, kiểm tra code máy đấy. Cái con Komatsu 4D105-3 mà cách đây tuần trước mình có đăng ấy. Có đăng vào tuần trước đó. Đăng lên rất là nhiều anh em cũng gọi điện đến hỏi thăm. Mình bán mù. Anh em cứ lăn tăn suốt, cứ hỏi là ước lượng nó nhắm nó code máy, bảo là cứ bảo là bán mù thôi, một máy dân dùng mà mua về mù mù thì còn nổi ngon thì không đổ hơi thì cứ đăng lên bán, thương lượng mãi không được cái về cái con này. Hôm nay thì mình làm cái video mở máy ra luôn, chơi kiểu thôi. Bây giờ thì không còn xui nữa, mở ra ép tăng đa thêm tiền, còn nếu mà cốt thì số tiền đó là giống như thỏa thuận hôm trước với mấy anh em gọi đến đấy. Cứ mở ra nhiều, càng nhiều cốt thì càng giảm tiền xuống, mà càng còn ít tăng đa thì để tăng tiền lên. Bây giờ không phải mù nữa rồi nhé anh em. Thấy rồi đấy, máy móc mình mà vừa mở xong, bây giờ ráp lên. Này, con này thì đánh giá sơ sơ thì nó tầm khoảng 70 cái hàng bãi nha anh em. 80 chắc sợ không nổi, 70 thôi. Người ta dùng máy phát điện thì thật ra cái con máy phát điện phải mất điện nó mới chạy. Chứ cần dùng người ta mới chạy, chứ không phải là giống như anh em dùng những cái công việc khác mà chạy suốt ngày. Bởi vậy máy nó cũng tương đối khá. Tem nhãn số seri đầy đủ hết anh em. Vua lớn, bếp trong. Rồi, con này thì hôm trước có video rồi thì thôi mình không cần phải nói về cái tính năng của nó nữa. Chỉ báo code với anh em như vậy thôi. Anh em cần dùng thì liên hệ nha.